đi vay họ hàng. Sau khi nợ quá nhiều, nhà con suy sụp, mẹ con tự bỏ bát hương, đốt hết quần áo, rồi mẹ bị điên. Gia đình đưa mẹ đi viện, mẹ đỡ, và 3 năm như vậy mẹ cứ điên, nhất là tới hè. 2 năm nay mẹ con đỡ hơn, chỉ nói làm nhảm một chút. Nhưng tới năm nay, cách đây 3 tháng, mẹ con tự xây một ngôi điện, và giờ rất nhiều người đến chơi, mẹ xem bói cho người ta. Con kính mong thầy chỉ cho con nên làm như thế nào khi mẹ con giờ như vậy. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Cái trường hợp này gọi là gì? Quỷ nhập xác. Trường hợp này gọi là quỷ thần, là mượn xác mẹ của một cái bạn trẻ này, bạn trẻ sinh viên năm thứ tư này. Trước đây thì cũng không, vốn không phải là một gì, một đồng bóng đâu. Nhưng do làm ăn thua lỗ, suy sụp, cho nên đi xem bói, đi xem bói đến thì gặp với cái bà đồng nó thì nó xem là các cụ ngày xưa nói là đi bói ra ma quét nhà ra rác mà. Đi bói đến cửa đồng cửa điện thì chắc chắn là nhà có việc mới đến rồi. Đến nó bắt nõn vào nó gì? Nó phán cho phải ra trình đồng mở phủ thì đương nhiên là theo thôi. Và đây bé nó nói là bán gì? Tiền của đội nón ra đi hết rồi, là còn bán cả đất cả nhà để gì? Để theo nữa. Khi đất nhà tiền bán đất bán nhà cũng hết, nhảy đồng nhảy bóng mở điện mở phủ nhảy bóng nhảy đóng cũng hết rồi, thì suy nghĩ nhiều thì điên có gì đâu, nghĩ nhiều điên, thần kinh có gì đâu. Ở khoa học người ta có bệnh hoang tưởng, y học người ta có bệnh hoang tưởng, có cái tưởng tượng ra. Thế bây giờ lại bảo là bây giờ thì ốm đau mấy năm như vậy, bây giờ thì lại tự nhiên lại xây điện lên lại bảo gì, lại xem bói cho người ta, chắc là quả này lại gì? Có hai trường hợp. Một là để gì? Báo thù. Báo thù làm sao? Ngày xưa tôi gì? Tôi ra đi xem mà gì mà mất nhà mất cửa. Nay tôi thì tôi sẽ báo thù để lấy lại cái của tôi mất ngày xưa. Đấy là một trường hợp. Những trường hợp này thì cũng khó, vì nói mà không đúng thì họ không đến đâu. Trường hợp thứ hai là gì? Do quỷ thần mượn gì? Mượn xác nhập vào để kiếm ăn. Đấy, cho nên quỷ thần nhập vào, mượn xác nhập vào để kiếm ăn. Thì nó thì quỷ thần trong kinh Đức Phật nói nó cũng có thần thông, nó có tha thâm thông, nó biết được kiếp trước của người này người tọ nọ, thậm chí là năm đời, 10 đời, thậm chí hàng trăm đời, thậm chí là hàng quỷ thần mà có thì có phúc đó, nó biết hàng nghìn đời. Nhưng ngoài nghìn đời thì nó chịu, nó không nói gì được nữa. Nhưng mà ít quỷ thần nào mà nói được nghìn đời lắm, chỉ nói được 3 đời, 5 đời, 10 đời trở lại là gì, là nhiều thôi. Cái quỷ thần bé bé nó hay đi làm những cái việc như vậy. Còn những cái việc quỷ thần mà có phúc báo thì người ta lại trong một cái ngôi đình hoặc một ngôi đền hoặc ngôi miếu được dân tình gì đến thờ phụng một cách chân chính thì không sao, thì họ không có phải đi gì mượn xác của những chúng sinh bình thường ở thế gian để kiếm ăn như thế nữa, gọi là cái nghề mưu sinh như vậy nữa. Cái trường hợp này tôi thiên về cái trường hợp là mẹ cái bé này là bị gì, bị quỷ, đang bị quỷ thần là gì mượn thân để kiếm ăn. Vậy bé bây giờ muốn giải quyết vấn đề này khuyên mẹ không được đâu. Bây giờ từ bé nó phải phát một cái đại nguyện lớn. Đó là phát đại nguyện, đó là tụng kinh Địa Tạng 3 năm để hồi hướng cho mẹ. Nhưng mà thầy nghĩ là nếu mà nhất tâm thì chỉ 1 năm có khi là được thôi. Nhưng cứ phát nguyện lấy 3 năm. Đó. Nghe giảng kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng và chỉ tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng trong vòng 3 năm. Sau đó muốn học cái gì thì học, muốn học kinh gì thì học, tu pháp gì thì tu. Nhưng trong vòng 3 năm phát nguyện như vậy, chỉ nghe giảng kinh Địa Tạng, chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng và chỉ đọc tụng kinh Địa Tạng. Và nhất tâm cầu nguyện cho mẹ, cầu nguyện Bồ Tát chư Phật và Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì đuổi cái con quỷ mà đang mượn gì, mượn xác của mẹ mình đi. Thì có khi á, nếu mà nhất tâm có khi 21 đến 49 ngày hoặc 100 ngày là gì, mẹ ổn thôi. Nếu mà có đủ duyên thì có khi khuyên mẹ đến đây. Khuyên mẹ đến đây thì gặp các sư, thì nếu có đủ duyên thì các thầy sẽ nói cho, thì có khi lại bỏ được. Vì trong những năm gần đây, 2-3 năm gần đây, từ khi mà giảng thầy giảng kinh Địa Tạng và truyền bá một kinh Địa Tạng này, hội tập xong và truyền bá, có rất nhiều không thể đếm được các bà đồng gì bỏ đồng bóng để quay về với Phật. Thậm chí cựu đồng 30 năm để nhảy đồng, xem bói không biết là bao nhiêu ngàn người rồi. Nhưng bây giờ lại gì? Lại đến quỳ chân dưới, quỳ gối dưới chân thầy để gì? Để xin giải đồng, giải điện cho để... Nguyện
đem công đức này. Trang nghiêm Phật Tịnh Độ. Trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.